Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 114 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới sự nỗ lực của mấy người Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng, nhà họ Vương đã sụp đổ. Phần lớn chứng cứ phạm tội của người nhà họ Vương đã được Khúc Thịnh Nghiêm thu thập lại rồi gửi đến giao cho cảnh sát điều tra. Lần này nhà họ Vương đã hoàn toàn tiêu tùng rồi. Còn về phía Nhâm Quỳ, đương nhiên cũng không dễ chịu. Thiên Hằng bởi vì chuyện này mà bị thiệt hại nghiêm trọng. Bản thân Nhâm Quỳ càng bị vướng vào những tội danh tranh chấp trên thương trường, lừa đảo doanh nghiệp cùng với gièm pha, vu cáo. Tội danh đầy mình, cổ phiếu của Thiên Hằng rớt giá thảm hại. Tất cả mọi người đều biết Thiên Hằng xong đời rồi. Ngay cả gần 100 doanh nghiệp lớn nhỏ mà Thiên Hằng mang theo để cùng vây đánh Dương Quang lúc này cũng hoàn toàn bị giáng một đòn chí mạng. Dương Quang hoàn toàn thắng lớn trong cuộc chiến này. Ánh mắt của Hàn Long vô cùng tinh tường, lập tức nhân tình thế này thu mua Thiên Hằng cùng với mấy công ty con có thực lực, nuốt gọn miếng bánh lớn Thiên Hằng. Những doanh nghiệp và tập đoàn khác thấy như vậy thì tức giận đến đỏ cả mắt. Trong tình huống như thế này, không còn ai dám nhảy ra tranh giành miếng ăn với Dương Quang. Nếu không chính là đang gây hấn với Dương Quang, xem Dương Quang như kẻ địch. Bây giờ Dương Quang đang cực kỳ hưng thịnh, còn ai dám đối đầu với Dương Quang chứ? Những chuyện này Hàn Long sẽ xử lý ổn thỏa. Phan Lâm chỉ cần ngồi đó xem là được rồi. Anh ngồi trong văn phòng làm việc, đang lật xem một phần văn kiện. Lúc này Thủy Bình Vân dẫn theo một cô gái đi vào trong văn phòng làm việc của Phan Lâm. Phan Lâm hơi ngẩng đầu quét mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt đột nhiên bừng tỉnh. Là Lục Tuyết sao? Tôi nhớ trước đây đã từng đồng ý với cô sẽ không nhốt cô quá lâu. Bây giờ cô đã được tự do rồi. Lục Tuyết cúi đầu, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Cô ta đã biết chuyện của nhà họ Vương khuynh ra bại sản rồi. Cô ta lúc này đang chìm đắm trong sự đau khổ và tự trách vô tận. Cô ta không hề muốn nhà họ Vương thua, cũng không muốn nhìn thấy Dương Quang bại trận. Bởi vì nhà họ Vương đã giúp đỡ cô ta, mà Dương Quang cũng vô cùng tin tưởng cô ta. Nhưng cô ta lại là người mắc kẹt giữa hai bên. Những ngày bị nhốt, trong thâm tâm của cô ta tràn đầy dày vò tự trách, thậm chí đã có ý nghĩ xem nhẹ sự sống. Nhưng bây giờ xem ra đã muộn rồi, chết không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Chủ tịch Lâm, xin lỗi, Lục Tuyết thấp giọng nói. Nhà họ Vương không còn nữa, từ nay về sau cô có dự định gì không? Phan Lâm hỏi. Tôi sẽ đi tự thú, cho dù Chủ tịch Lâm không giao tôi cho cảnh sát, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Lục Tuyết khàn giọng nói. Phan Lâm sừng sốt, nhìn cô ta một cái rồi lại lắc đầu. Nếu như cô đi tự thú, ít nhất cũng phải ở tù 10 năm trở lên. Bây giờ tôi không hề có ý định tố cáo cô vẫn còn trẻ, không nhất thiết phải làm như vậy. Chẳng phải là đang lãng phí tuổi xuân của mình hay sao? Thế nhưng tôi quá thất bại rồi. Điều này không thể trách cô được, một mình cô cũng không thể thay đổi được cả cục diện. Bởi vì chuyện này vốn dĩ không phải là cuộc chiến của một người. Phan Lâm nhàn nhạt nói, cầm lấy tập tài liệu trên bàn, đẩy đến trước mặt của Lục Tuyết, giao cho cô. Lục Tuyết khẽ ngẩng đầu, nhận lấy tài liệu, nhìn vài lượt, hô hấp nhất thời căng thẳng. Chủ tịch Lâm, những người này là... Những người trong nhà họ Vương, ai ai cũng đều phạm phải tội ác tày trời. Cũng có một số người ngay thẳng chính trực, thậm chí còn có trẻ em. Nhưng bởi vì sau khi nhà họ Vương rớt đài, bọn họ cũng đều phải giày đây mai đó. Tương lai lại mờ mịt. Lục Tuyết, tôi sẽ tuyển dụng cô lại một lần nữa để cống hiến sức lực cho Dương Quang. Mà cô phải thay tôi quản lý cho tốt những người nhà họ Vương này. Như thế nào? Ít nhất cô không thể để cho nhà họ Vương không có người nối dõi chứ. Như thế này cô cũng được tính là đã trả được ân tình cho nhà họ Vương. Phan Lâm cười nói. Lục Tuyết nghe vậy liền kích động không thôi. Dòng lệ trong đôi mắt không thể kìm được nữa, chậm chậm lăn dài trên má. Chủ tịch Lâm, thật sao? Thật cảm ơn anh quá nhiều. Tôi phải làm thế nào để báo đáp ân tình của anh đây? Lục Tuyết khóc nói. Không cần thiết, cô cũng chỉ là một cô gái số khổ mà thôi. Phan Lâm an ủi mấy câu nói. Được rồi, cô ra ngoài chuẩn bị một chút đi. Lát nữa Hàn Long sẽ sắp xếp chức vụ cho cô. Bên phía nhà họ Vương, cô cũng đi tiếp đón bọn họ một chút đi. Vâng, Chủ tịch Lâm, cảm ơn anh. Lục Tuyết cung kính cúi gập người chào Phan Lâm, sau đó kích động chạy ra ngoài. Phan Lâm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô ta, đợi cô ta đi rồi mới quay lại ngồi vào vị trí của mình. Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu rõ lắm, tại sao anh lại muốn giữ lại người nhà họ Vương? Hơn nữa còn muốn để cho Lục Tuyết này đi quản lý người nhà họ Vương chứ? Lẽ nào anh không biết đạo lý, nếu diệt cỏ mà không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua thì lại mọc lên sao? Thủy Bình Vân lại nhìn không nổi nữa, liền nói ra những lời nói trong lòng. Diệt cỏ tận gốc sao? Thủy Bình Vân, tôi càng hiểu rõ đạo lý này hơn cô. Nhưng có những lúc, cho dù chúng ta biết rằng một số người sẽ có tai họa ngầm, nhưng cũng không thể không nhẫn nại. Phan Lâm lắc đầu nói. Vì sao chứ? Thủy Bình Vân ngơ ngác. Bởi vì Dương Quang chúng ta đã không còn là Dương Quang của trước kia nữa. Sau khi đánh bại Nhâm Quỳ và nhà họ Vương, chúng ta đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới, cũng khiến cho một số người thuộc cao tầng chú ý đến chúng ta. Nếu như tôi lại diệt cỏ tận gốc đối với nhà họ Vương trong thời điểm này, sẽ kích thích đến những người đó. Kích thích sao? Thủy Bình Vân mờ mịt. Chủ tịch Lâm, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Vậy tôi giải thích đơn giản một chút. Nếu như dùng cấp bậc đơn giản để khái quát, vậy thì thực lực của Dương Quang chúng ta trước đây chỉ thuộc cấp A. Nếu như là cấp A thì những người ở cấp S sẽ không để ý đến chúng ta, bởi vì chúng ta vẫn chưa lọt vào được tầm mắt của bọn họ. Nhưng bây giờ chúng ta đã loại trừ được nhiều đối thủ như vậy, một bước nhảy vọt lên thành cấp S. Vậy thì những người thuộc cấp S khác chắc chắn sẽ phải xem chúng ta như đối thủ, nghiêm túc mà đối đãi. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta thể hiện ra một màn diệt cỏ tận gốc hung hăng tàn bạo, bọn họ sẽ đối đầu với chúng ta. Chúng ta bây giờ tất cả vẫn chưa bình ổn, không thích hợp đón nhận những đợt tấn công của bọn họ. Bây giờ tôi thể hiện ra một màn như vậy, bọn họ sẽ chỉ nghĩ rằng Phan Lâm tôi chính là một người giàu lòng nhân từ, tầm nhìn hạn hẹp, không đủ năng lực. Tôi tha cho nhà họ Vương một con đường sống, chỉ là để làm cho những đối thủ càng lớn mạnh hơn của chúng ta lơ là mà thôi. Còn về nhà họ Vương, lúc nào cũng sẽ có người giám sát, căn bản không thể tạo nên sóng to gió lớn được nữa. Phan Lâm lắc đầu nói. Hóa ra là như vậy. Thủy Bình Vân sáng mắt liên tục gật đầu, nhưng rất nhanh cô liền đột nhiên chợt suy nghĩ ra điều gì, lại hỏi. Chủ tịch Lâm, vậy đối thủ cấp S mà anh nói là chỉ ai đây? Phan Lâm không lên tiếng, lúc này chợt có tiếng gõ cửa. Thủy Bình Vân mạnh mẽ quay đầu lại, thì nhìn thấy Hàn Long bước vào. Chủ tịch Lâm, khách đến rồi. Hàn Long nghiêm trang nói. Cho ông ta vào đi. Phan Lâm nói. Vâng ạ. Hàn Long lui ra ngoài. Đối thủ cấp ép tới rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói một câu. Thủy Bình Vân tim đập chân run, nhanh chóng nhìn ra cửa. Một lúc sau, liền có hai bóng dáng tiến vào. Thủy Bình Vân nhìn một lúc mới phát hiện, một bóng dáng trong đó lại chính là Cư Chí Cường. Người đàn ông trung niên bên cạnh anh ta chính là ông chủ của tập đoàn Chính Hoa, Đỗ Nam An. Hóa ra là tập đoàn Chính Hoa sao? Không thể nào, bọn họ cùng lắm cũng chỉ cùng cấp bậc với Thiên Hằng thôi, không phải sao? Từ lúc nào mà Chính Hoa lại trở thành sự tồn tại khiến cho Chủ tịch Lâm phải kiêng dè như vậy đấy? Thủy Bình Vân rối loạn rồi. Phan Lâm phất phất tay, Thủy Bình Vân lập tức đứng ở bên cạnh anh, không dám động đậy nữa. Ông Đỗ, mời ngồi. Phan Lâm không hề đứng dậy, chỉ ngồi ở trước bàn làm việc, bình tĩnh nhìn hai người. Người trước mặt, Đỗ Nam An ngồi xuống, vẻ mặt để lộ ra một tia phức tạp. Ông Đỗ, lần này ông đến đây là có việc gì vậy? Phan Lâm nhàn nhạt nhìn ông ta nói. Chủ tịch Lâm đã biết rõ rồi mà hà cớ gì còn cố ý hỏi chứ? Đỗ Nam An thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Chút chuyện này của tôi chắc chắn là không thể thoát được đôi mắt thần thánh của anh. Chủ tịch Lâm, không vòng vo nữa, chúng ta cứ nói thẳng đi. Dừng lại tất cả những công kích đối với Chính Hoa chúng tôi. Kể từ hôm nay, chúng ta hóa thù thành bạn. Như thế nào? Dừng lại sao? Phan Lâm khẽ cười. Dựa vào cái gì chứ? Không phải Chính Hoa các người chủ động gây phiền phức cho chúng tôi sao? Bây giờ các người thua rồi, dựa vào cái gì mà muốn chúng tôi dừng lại? Lẽ nào chỉ các người được phép động thủ mà không cho chúng tôi đánh trả sao? Ông Đỗ, đây có phải là quá không hợp tình hợp lý rồi không? Chủ tịch Lâm, những lời này của anh không có ý nghĩa rồi. Anh nên biết sau lưng tôi có cấp bậc nào tồn tại. Anh đối phó với Nhâm Quỳ, quét sạch những ma quỷ kia thì cũng thôi đi. Nếu như anh muốn ép Chính Hoa chúng tôi đến đường cùng thì e là... người sau lưng tôi sẽ không đồng ý đâu. Đỗ Nam An ánh mắt chợt lạnh. Quả thực là đã đứng ngồi không yên rồi. Giọng điệu đã hung dữ lên mấy phần. Phan Lâm không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Đỗ Nam An. Đỗ Nam An trầm mặc một hồi lâu, trầm điếu thuốc, khàn giọng nói. Chủ tịch Lâm, tôi thừa nhận là tôi đây quả thực là không vẻ vang gì. Nhưng anh cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Chính Hoa này của tôi nhìn thì có vẻ là đầu tàu trong nước. Nhưng trên thực tế, nội bộ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tôi bắt buộc phải mở rộng hiệu suất của Chính Hoa, mở rộng quy mô của nó, tạo ra càng nhiều lợi nhuận. Dẫu sao người đứng phía sau tôi kia vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm tôi. Nếu như tôi không làm được điểm này thì lúc nào tôi cũng có khả năng bị người ta đạp xuống. Nếu không phải vì như vậy thì sao tôi lại bí quá hóa liều mà ra tay với Dương Quang của Chủ tịch Lâm Anh chứ? Chỉ tiếc là Nhâm Quỳ chung quy lại thì cũng còn quá non nớt, quá tự cho mình là đúng. Tất cả những kế hoạch không chê vào đâu được của cậu ta quả thực là không thể chống lại được bản lĩnh vượt bậc của Chủ tịch Lâm. Nói đến đây, Đỗ Nam An lại thở dài lần nữa. Nhưng điều này không thể xóa bỏ được những thiệt hại và tổn thất mà nhà họ Đỗ cùng với Chính Hoa các người gây nên cho Dương Quang của tôi. Đỗ Nam An, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của ông, cũng biết rằng ông bức thiết muốn tạo nên sự nghiệp để có thể dễ dàng ăn nói với người đằng sau ông. Nhưng tôi đã từng nói, điều này không liên quan đến tôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, cho nên Chủ tịch Lâm vẫn quyết định ra đòn dồn chúng tôi vào đường chết sao? Điếu thuốc trên tay Đỗ Nam An run lên một cái, cau mày uể oải hỏi. Nếu không thì ông hy vọng tôi làm gì đây? Coi tất cả những việc này chưa từng xảy ra sao? Phan Lâm ánh mắt dần dần lạnh, trên mặt cũng tràn đầy hung dữ. Chủ tịch Lâm, anh muốn dồn nhà họ Đỗ chúng tôi vào đường cùng sao? Nếu đã như vậy thì tôi nói cho anh biết, trước khi người đứng đằng sau tôi kia muốn đá tôi xuống, tôi nhất định sẽ liều sống liều chết với Dương Quang của các người. Anh muốn cắn miếng thịt trên người tôi sao? Vậy thì anh hãy chuẩn bị tốt cho việc đổ máu đi. Đỗ Nam An giống lên, liền đứng phát dậy chuẩn bị rời đi. Ông Đỗ, khoan đã. Phan Lâm đột nhiên la lên một tiếng. Sao vậy? Chủ tịch Lâm còn có cao kiến gì không? Đỗ Nam An lạnh lùng quét mắt nhìn Phan Lâm, hừ lạnh hỏi. Tôi cho ông hai con đường để chọn lựa. Phan Lâm cười nói. Hai con đường nào? Đỗ Nam An cau mày hỏi. Một là lập tức mang Chính Hoa của ông sáp nhập vào Dương Quang của tôi. Như vậy tôi có thể bảo đảm nhà họ Đỗ các ông vẫn có thể nắm quyền khống chế Chính Hoa. Ông vẫn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chính Hoa như cũ, vẫn được vô số người gọi là Chủ tịch Đỗ. Phan Lâm nói. Lời này vừa nói ra, Đỗ Nam An và Cư Chí Cường đều ngốc luôn rồi. Hai người há to miệng, trố mắt đứng nhìn Phan Lâm. Đầu óc của người nào cũng sắp không theo kịp nữa. Hai thì sao? Đỗ Nam An run rẩy hỏi. Hai thì chính là ông không cần phải quan tâm bất cứ điều gì. Đợi sau khi Dương Quang của tôi bắt đầu từng bước xâm chiếm Chính Hoa của ông, người đứng đằng sau ông sẽ đá ông xuống. Nhà họ Đỗ của các người cũng sẽ hoàn toàn mất tích trong giới kinh doanh của Trung Quốc. Sau này không ai còn nhớ đến cái tên Đỗ Nam An của ông nữa. Mà tất cả những nỗ lực ông đã làm vì Chính Hoa bao nhiêu năm này cũng đều sẽ trở thành áo cưới của người khác, trở thành mảnh đất béo bờ cho người ta thay ông nắm quyền. Chính Hoa trồng cây. Phan Lâm tiếp tục nói. Lời này vừa nói xong, Đỗ Nam An liền trầm mặc. Hiển nhiên những lời này của Phan Lâm đã chọc trúng yếu điểm của ông ta. Ông ta đứng ngay tại vị trí cũ, yên lặng đứng đó hơn 10 phút, không hề động đậy, giống như là một bức tượng vậy, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà ơi! Cư Chí Cường cẩn thận dè dặt gọi một tiếng, nhưng Đỗ Nam An căn bản là không hề để ý đến anh ta. Cư Chí Cường có hơi sốt ruột, trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh. Thủy Bình Vân cảm thấy bầu không khí này đã bị đè nén đến cực điểm, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Đỗ Nam An mới ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, anh có biết người đứng đằng sau tôi lớn mạnh đến mức nào không? Anh cảm thấy anh có thể đối phó được với ông ta sao? Trước lúc ông hỏi tôi vấn đề này, tôi có thể hỏi ông một vấn đề không? Phan Lâm nói. Anh nói đi. Tôi muốn biết liệu ông có biết người đứng đằng sau ông lớn mạnh đến mức nào không? Ông cảm thấy người đứng đằng sau ông kia có thể đối phó được với tôi hay không? Phan Lâm khẽ cười nói. Đỗ Nam An im lặng, một lúc lâu sau mới xoay người bước khỏi cánh cửa phòng làm việc. Ba ơi! Ba ơi! Cư Chí Cường sốt ruột kêu lên, nhưng Đỗ Nam An đã không hề quay đầu lại. Hai người rời khỏi phòng làm việc. Thủy Bình Vân vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ, ngơ ngác nhìn tất cả một màn này. Chủ tịch Lâm, anh với ông Đỗ rốt cuộc là đang nói gì vậy? Anh đang lôi kéo Chính Hoa sao? Thủy Bình Vân khó hiểu hỏi. Phan Lâm lắc đầu. Rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Vận mệnh tương lai của Dương Quang có lẽ sắp được công bố rồi. Vận mệnh tương lai của Dương Quang sao? Thủy Bình Vân toàn thân phát run, cảm thấy có gì đó hơi không đúng. Giải quyết xong Thiên Hằng của Nhâm Quỳ, Dương Quang không phải là nên ngày càng hưng thịnh, bắt đầu bay lên trời xanh sao? Vì sao Phan Lâm ngược lại lại có dáng vẻ như sắp phải đối đầu với kẻ địch lớn vậy? Mang theo nghi hoặc này, Thủy Bình Vân rời khỏi phòng làm việc. Thế mà còn chưa qua thời gian một ngày, một tin tức khủng khiếp đủ để làm chấn động toàn cầu được lan truyền ra. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Chính Hoa Đỗ Nam An vào sáng ngày 20 đã chính thức tuyên bố Tập đoàn Chính Hoa chính thức sáp nhập vào Tập đoàn Dương Quang, trở thành công ty con lớn nhất của Tập đoàn Dương Quang. Công ty Dương Quang chính thức thu mua cổ phiếu của Chính Hoa. Tin tức này truyền ra, cả giới kinh doanh đều chấn động. Đỗ Nam An trung quy vẫn quyết định từ bỏ. Rốt cuộc thì những điều mà Phan Lâm nói thật sự rất có lý. Cứ tiếp tục chống cự thế này, Chính Hoa chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất lớn. Dưới sự chèn ép của Phan Lâm, giá trị thị trường bị thu hẹp lại. Mà những người đứng sau Đỗ Nam An đã đánh hơi được động thái của ông ta trong thời gian này. Mặc dù Đỗ Nam An không đích thân tham gia vào việc đàn áp Phan Lâm của Nhâm Quỳ, nhưng chuyện Cư Chí Cường thường xuyên qua lại với Nhâm Quỳ thật ra cũng đã thể hiện rất rõ ý định của ông ta. Người đứng sau Đỗ Nam An hoàn toàn không hề ngăn cản ông ta làm như vậy. Suy cho cùng, nếu như Đỗ Nam An thành công thì chỉ có lợi không hề có hại cho Chính Hoa. Nhưng nếu thất bại, vậy thì không ai dám nói trước được hậu quả. Bây giờ, người đứng sau Đỗ Nam An vẫn đang quan sát động tĩnh của ông ta. Nếu Đỗ Nam An có khả năng ngăn cản Chủ tịch Lâm tiến hành chèn ép Chính Hoa, vậy thì ông ta vẫn có thể tiếp tục ngồi vững vàng ở vị trí cũ. Không ai làm lung lay vị trí của ông ta được. Còn nếu Đỗ Nam An không có cách nào chống đỡ giúp cho Chính Hoa, đến lúc ấy, việc ông ta phải từ chức đã chắc chắn được như đinh đóng cột. Còn về việc có thể bảo vệ cho Chính Hoa được hay không, thì chỉ có Đỗ Nam An mới nắm rõ được. Không kể đến nhà họ Vương, Tập đoàn Dương Quang đã thôn tính Thiên Hằng cùng hàng trăm công ty lớn nhỏ khác. Thế lực sớm đã không ai bì được, cộng thêm uy tín trước kia trong giới thương gia Trung Quốc. Nói trắng ra thì Dương Quang đã trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu hiện nay. Chính Hoa căn bản là không có đủ thế lực, lại còn muốn đối đầu với Dương Quang sao? Có lẽ trước mắt, Đỗ Nam An vẫn có thể bám trụ được một thời gian. Nhưng đợi sau khi Dương Quang chuyển hóa hết toàn bộ nguồn lực đã thôn tính được, trở thành con quái vật đáng gờm nhất trong giới kinh doanh, thì ông ta hoàn toàn không còn cách nào để khống chế được nữa. Thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, Đỗ Nam An muốn liều một phen vì Chính Hoa, vì những gì mình đang có. Sau khi công bố Chính Hoa đã sáp nhập vào Dương Quang, Đỗ Nam An tức tốc đưa toàn bộ người nhà họ Đỗ trốn đến Giang Thành ngay trong đêm. Đồng thời, chuyển trụ sở của Chính Hoa từ Thâm Đô đến Giang Thành, tạm thời hoạt động trong một tòa nhà mà Phan Lâm cung cấp. Mặc dù sự việc diễn ra nhanh chóng đến mức khiến cho tất cả mọi người gần như bị sốc, nhưng Đỗ Nam An không có thời gian để quan tâm đến nhiều như vậy. Cho dù phần lớn cổ đông đều phản đối, nhưng ông ta đã hạ quyết tâm, không thể quay đầu được nữa. Sự kiện này của Chính Hoa khiến ai nấy đều ngỡ ngàng sửng sốt. Hàn Long cũng vô cùng bất ngờ. Đương nhiên, ông ta sẽ không khỏi tức tối, căm phẫn. Vẫn chưa xử lý xong Nhâm Quỳ, lại lòi ra thêm một Đỗ Nam An. Có vẻ như dạo gần đây, ông ta ngày càng bám trụ tại công ty. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, Phan Lâm cũng sẽ không làm ngơ. Chuyện có thể giúp được, anh đều chủ động làm giúp. Sáng sớm, Phan Lâm đang xử lý giấy tờ trong phòng làm việc. Lúc này một cuộc điện thoại được gọi đến. Alo? Phan Lâm nhấc máy, mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ, không hề xem thử là ai gọi đến. Chủ tịch Lâm, anh được lắm, không ngờ chỉ dùng vài lời nói mà có thể lôi kéo được cả Đỗ Nam An. Xem ra tôi đã xem thường anh quá rồi. Một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ đầu dây bên kia. Phan Lâm ngạc nhiên, bắt đầu dồn sự chú ý vào cuộc điện thoại. Nhưng giọng nói của anh vẫn rất bình thản. Xin hỏi là ai vậy? Tôi là ai không quan trọng. Chủ tịch Phan, tôi sẽ chỉ cho anh đi một nước cờ. Chỉ cần anh nghe theo thì nửa đời sau này của anh sẽ được sống trong nhung lụa. Nước cờ sao? Thú vị đấy. Tôi vừa mách được một nước cờ cho người khác. Bây giờ lại có người đến chỉ cho tôi đi một nước cờ khác. Nói nghe thử xem nào. Xem tôi có động lòng hay không. Phan Lâm cười đáp lại. Lập tức mang Dương Quang của anh đến nhờ cậy tôi. Thế nào? Người này điềm tĩnh đáp. Nhờ cậy anh sao? Phan Lâm kinh ngạc. Sau đó liền bật cười. Anh mời chào tôi như vậy. Chẳng lẽ là muốn tôi đến làm việc cho anh sao? Nếu anh thích, có thể làm việc cả đời ở chỗ của tôi. Vậy thì tôi không thấy có hứng thú đâu. Phan Lâm bật cười. Không có hứng thú sao? Đây có được xem là lời từ chối không? Tôi cho rằng đấy là một quyết định ngu ngốc. Hy vọng anh có thể nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Còn việc gì khác không? Phan Lâm không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi lại. Lâm thần y, nhất định đừng để bản thân phải hối hận. Người này nói thêm một câu rồi nhanh chóng cúp máy. Phan Lâm vẫn cầm điện thoại trên tay, trầm tư ngồi trước bàn làm việc. Ánh mắt anh lạnh lùng và cương nghị. Từ khi nào tôi lại khiến bản thân mình thất vọng chứ? Anh lầm bầm rồi bỏ điện thoại xuống. Nhìn lướt qua đồng hồ, đã đến giờ cơm trưa. Nhưng lúc này lại có một cuộc gọi khác gọi đến. Có điều lần này là gọi thẳng vào số điện thoại của anh. Phan Lâm liếc nhìn sơ qua là một số lạ gọi đến từ Yến Kinh. Anh nhíu mày ấn vào nút nghe trên điện thoại. Ai đấy? Phan Lâm hạ giọng hỏi. Là Phan Lâm đúng chứ? Một giọng nói chậm rãi vang lên từ đầu dây bên kia. Bà là... Tôi đang ở quán cà phê Tây Lam ở Giang Thành. Cậu mau chóng đến đây một chuyến đi. Người này giọng điệu rất hách dịch. Phan Lâm nghe vậy chẳng buồn trả lời lại. Anh ung dung đi xuống lầu, chuẩn bị tìm một nhà hàng để ăn trưa. Nửa tiếng đồng hồ sau, chuông điện thoại lại reo lên. Phan Lâm, cậu có ý gì chứ? Chẳng phải cậu bảo mau chóng đến đây sao? Đầu dây bên kia vang lên tiếng quát mắng. Bà rốt cuộc là ai? Phan Lâm chau mày hỏi lại. Tôi là ai sao? Tôi là người của nhà họ Phan, là cô của cậu, Phan Yến Dương. Giọng nói ấy vẫn rất hách dịch và nhăn nhó. Người của nhà họ Phan sao? Phan Lâm ngạc nhiên. Phan Lâm không ngờ được rằng lúc này nhà họ Phan lại phái người đến Giang Thành. Trước kia, nhà họ Phan cũng từng phái người đến Giang Thành tìm Phan Lâm, nhưng mục đích của bọn họ không phải là Phan Lâm mà là Chủ tịch Lâm. Trong mắt bọn họ, chỗ trống lưng bị vứt bỏ này đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Bây giờ cả Giang Thành chỉ có Lâm Thần Y mới xứng đáng lọt vào mắt xanh của bọn họ. Phan Lâm vốn dĩ không muốn đi, nhưng do dự một hồi, anh vẫn quyết định đến tìm hiểu xem mục đích của nhà họ Phan là gì. Anh nhanh chóng lái xe tới quán cà phê Tây Lam. Lúc này, có vài người đang ngồi trong quán. Phan Yến Dương đang nhâm nhi cà phê ở một góc bàn. Bà ta vẫn giữ được phong thái sang chảnh, quý phái như xưa. Khắp người đắp toàn đồ hiệu, còn mang theo cả hai tên vệ sĩ. Mặc vest đen, đeo kính râm, chỉ nhìn cách ăn diện này đã biết xuất thân của Phan Yến Dương không hề tầm thường. Phan Lâm bước đến và ngồi thẳng xuống. Thưa quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? Nhân viên phục vụ tay cầm menu lịch sự hỏi. Anh ta không cần gì đâu, tránh ra đi, đừng có quấy rầy chúng tôi bàn chuyện. Phan Yến Dương liếc nhìn Phan Lâm một cái, đặt tách trà trong tay xuống, vẻ mặt vô cảm. Nhân viên phục vụ hơi ngượng, đang chuẩn bị rời đi thì Phan Lâm lại nắm lấy tay cô. Không cần nghe lời bà ta, menu đâu, tôi muốn xem một chút. Chuyện này... Vâng, thưa quý khách. Cô nhân viên mỉm cười đặt menu lên bàn. Phan Yến Dương thấy vậy, liền chau mày, biểu lộ sự tức giận, nhưng bà ta cũng không dám ho hè. Đợi Phan Lâm gọi đồ uống xong, Phan Yến Dương mới lên tiếng. Được rồi chứ, chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Không vội, tôi đói rồi, đợi tôi ăn xong hắn nói. Phan Lâm điềm đạm đáp lời. Đồ khốn, Phan Lâm, cậu có ý gì hả? Cậu đến để chọc tức tôi sao? Phan Yến Dương quát lên, tay đập xuống bàn, mắt trừng trừng nhìn anh. Có vẻ như chúng ta không thể nói chuyện tiếp được rồi. Nếu đã như vậy thì tôi xin phép đi trước đây. Phan Lâm cũng không vòng vo, anh đứng phắt dậy bỏ đi. Nhưng hai tên vệ sĩ đứng hai bên đã chặn anh lại. Phan Lâm, cậu cũng không nhìn lại xem mình là thứ gì sao? Một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, một tên nghiệt chủng. Tôi gọi cậu đến là để gặp mặt, là đã cho cậu chút thể diện rồi. Đừng có được voi đòi tiên, mà ngoan ngoãn ngồi xuống trả lời mấy câu hỏi của tôi, rõ chưa? Còn không, tôi sẽ cho cậu biết tay. Cho tôi biết tay sao? Được, được lắm. Bà động thủ đi, tôi cũng rất tò mò, muốn biết bà đã chuẩn bị gì để cho tôi biết tay đấy. Mày... Phan Yến Dương nổi giận đùng đùng, muốn sai thuộc hạ lập tức đánh cho Phan Lâm một trận như từ ngay tại chỗ. Nhưng lý trí vẫn mách bảo bà ta nên kiềm lại cơn giận này. Động thủ ở đây sẽ làm lớn chuyện, như vậy không hề có lợi cho bà ta chút nào. Càng huống hồ, tên cứng đầu như Phan Lâm có đánh chết hắn cũng không xả được hận. Phan Yến Dương nghĩ đến lý do bà ta đến đây, cố gắng hít sâu một hơi, nói: Rốt cuộc mày muốn như thế nào đây? Thái độ tốt một chút, sau đó ngoan ngoãn đợi tôi ăn xong. Ăn xong rồi chúng ta sẽ bàn chuyện. Còn chưa xong thì bà cứ ngồi đó đợi đi, hiểu không? Phan Lâm bình tĩnh đáp. Đến hai vệ sĩ đi theo cũng không nhịn nổi giọng điệu kiêu ngạo này. Nhưng dù sao, Phan Yến Dương cũng phải nhịn. Bà ta ngồi xuống ghế, nhắm chặt mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu, có vẻ như đang nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại. Còn Phan Lâm, sau khi đồ ăn được dọn ra thì vẫn thản nhiên ăn uống. Tạp trùng thì vẫn là tạp trùng, quả nhiên là ăn như chết đói. Còn cháu của Phan gia tuyệt đối không thể có loại tạp trùng như vậy, chắc chắn là truyền từ mẹ mày sang. Phan Yến Dương ấm ức chửi thầm trong bụng. Khoảng 20 phút sau, Phan Lâm uống cạn cà phê trong tách, chép miệng. Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện rồi, nói đi. Gọi tôi đến đây có việc gì? Gia tộc tối qua đã tra được, mày đã trúng giải thưởng lớn ở một sự kiện tại Dương Quang, giành được song hoa hy vọng. Mặc dù lễ phục đã bị hỏng, nhưng người làm hỏng nó đã đền cho mày một khoản tiền bồi thường rất lớn, có đúng không? Phan Yến Dương hỏi. Phan Lâm ngạc nhiên. Thế thì sao? Bồi thường 350 tỷ. Nhìn thì quả thực là rất lớn, nhưng đối với nhà họ Phan mà nói, 350 tỷ chẳng đáng là bao nhiêu. Lẽ nào nhà họ Phan mà còn thèm thuồng 350 tỷ của anh sao? Làm sao mà có thể chứ? Tao nghe nói mày đem 350 tỷ này đầu tư vào tập đoàn Duyệt Nhan của vợ mày có đúng không? Phan Yến Dương nhèo mắt nhìn Phan Lâm, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Nhà họ Phan điều tra cũng nhanh thật đấy. Không sai, 350 tỷ này tôi đều đầu tư vào tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Có vấn đề gì sao? Chuyện vặt vãnh này mà nhà họ Phan cũng bận tâm đến sao? Đương nhiên là phải bận tâm. Phan Lâm, có lẽ mày không biết. Thực tế mấy ngày trước, tập đoàn Duyệt Nhan đạt được chiến lược hợp tác cùng với Dương Quang. Hai bên đã thắt chặt quan hệ hợp tác. Bây giờ mày đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Điều này có nghĩa là bây giờ mày thực sự đang làm ăn cùng với Dương Quang đó. Mày hiểu không? Phan Yến Dương cười hỏi. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến nhà họ Phan chứ? Phan Lâm vẫn hiểu hỏi lại. Đương nhiên là có liên quan, mà liên quan rất lớn là đằng khác. Phan Yến Dương vẫn cười hết sức nham hiểm. Nhà họ Phan bọn tao gần đây có vài hạng mục lớn nhưng vẫn chưa tìm được đối tác thích hợp. Vì thế tao muốn mày đại diện cho nhà họ Phan thử hợp tác một lần với Dương Quang. Thế nào? Phan Yến Dương vừa nói dứt lời, Phan Lâm đã bộc lộ sự kinh ngạc tột độ. Nhà họ Phan lại muốn hợp tác với Dương Quang sao? Anh hơi chau mày. Trước giờ quan hệ giữa nhà họ Phan và Dương Quang không tốt đẹp mấy. Cộng thêm mấy chuyện trước kia khiến nhà họ Phan đắc tội lớn với Dương Quang. Theo lý mà nói, hai bên không thể làm ăn chung với nhau, cũng không thể duy trì lâu dài được. Nhưng tại sao nhà họ Phan lại muốn đi bước này đây? Là hạng mục gì? Nói tôi nghe thử xem. Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Nói với mày thì có ích gì chứ? Mày chỉ cần mở đường giúp tao nói chuyện với bên ấy. Những việc khác mày đừng có hỏi nhiều. Phan Yến Dương gằn giọng. Vậy thì thành thật xin lỗi, các người tìm người khác đi. Phan Lâm lắc đầu, thẳng thừng từ chối. Mày... đứng lại! Phan Yến Dương quát lên, nhìn vẻ kiên quyết của Phan Lâm, bà ta bất lực, đành cắn chặt răng nói. Được, nói cho mày biết, cũng chẳng sao. Phan Yến Dương đã thành thật rồi, hóa ra nhà họ Phan có một hầm mỏ ở vùng Tây Bắc. Doanh thu mà hầm mỏ này mang lại cho nhà họ Phan không còn đáng bao nhiêu. Nhưng cách đây không lâu, một chuyên gia trong nội bộ nhà họ Phan đã bất ngờ tính toán ra rằng trong ngọn núi cách khu hầm mỏ không xa có rất có thể tồn tại loại quặng tím cực kỳ quý hiếm. Nếu có khả năng mua được ngọn núi và khai thác quặng tím ấy thì lợi nhuận thu được sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng. Thế là nhà họ Phan lập tức dồn hết vốn liếng, quyết tâm mua bằng được ngọn núi. Thế nhưng, tên chuyên gia ấy vì tham tiền mà đem tin tức này bán cho Yến Kinh cùng những người thuộc các dòng tộc lớn. Tất cả mọi người đều điên cuồng muốn độc chiếm lấy quặng tím để bỏ túi một khoản kếch xù. Ai ai cũng nhắm tới ngọn núi, không chịu buông. Sau khi chủ nhân của ngọn núi ấy nghe được tin này thì đã mở một buổi đấu giá. Người sở hữu được ngọn núi phải là người trả giá cao nhất. Thực ra nhà họ Phan không hề thiếu tiền, nhưng cuộc triệu tập cho đại hội sắp diễn ra, nhà họ Phan còn rất nhiều khâu phải sắp xếp. Mỗi ngày số tiền phải bỏ ra nhiều không đếm xuể. Đối với ngọn núi quặng tím này, nhà họ Phan không dám chắc chắn 100% có thể mua nổi. Không mua được thì cũng không sao, nhưng nếu ngọn núi rơi vào tay đối thủ, khiến cho chúng càng tăng thêm sức mạnh, thì chắc chắn sẽ gây bất lợi rất lớn cho nhà họ Phan ở đại hội. Vì thế, nhà họ Phan định sẽ tìm sự viện trợ từ bên ngoài. Đó chính là hợp tác cùng với Chủ tịch Lâm để chiếm lấy ngọn đồi. Thì ra là như thế. Sau khi nghe Phan Yến Dương kể lại đầu đuôi câu chuyện xong, Phan Lâm gật gật đầu, nét mặt lộ ra sự ngạc nhiên. Sau đó anh hỏi lại, vậy các người muốn tôi làm thế nào đây? Chúng tôi không thể trực tiếp hợp tác với Chủ tịch Lâm được. Suy cho cùng thì Chủ tịch Lâm vẫn có ấn tượng không tốt về nhà họ Phan. Vì thế, phía gia tộc đã quyết định, từ hôm nay cậu sẽ đại diện cho nhà họ Phan hợp tác cùng với Dương Quang, giúp chúng tôi đến điểm đấu giá và giành về ngọn núi quý báu này. Phan Yến Dương mỉm cười. Tôi hiểu rồi, tôi đã đầu tư vào tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, là cổ đông lớn nhất của Duyệt Nhan. Vì vậy, các người muốn tôi dùng danh nghĩa của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan để lộ mặt, sau đó bắt tay cùng với Dương Quang để mua lại ngọn núi quặng tím ấy sao? Không sai. Nếu làm vậy thì tôi sẽ được lợi gì chứ? Phan Lâm hỏi. Phan Yến Dương kinh ngạc nhưng vẫn cố nở nụ cười. Sau khi thành công mua lại ngọn núi, gia tộc sẽ thưởng cho cậu 70 tỷ. Ngoài ra sẽ khôi phục lại danh phận người nhà họ Phan cho cậu. Thế nào? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một nhà họ Phan dành cho cậu đấy. Cậu phải biết mà trân trọng lấy. Dưới góc độ của Phan Yến Dương thì chuyện Phan Lâm sẽ đồng ý đã chắc như đinh đóng cột vậy. Bất luận là anh có thật lòng hay không. bởi vì bà ta là đại diện cho thái độ của cả gia tộc. Có thể Phan Lâm đã đổi đời khi trúng được 350 tỷ. Điều này nằm ngoài dự tính, nhưng có tiền trong tay không đồng nghĩa với việc sẽ đứng vững được sau này. Chỉ cần nhà họ Phan muốn, ngày mai Phan Lâm sẽ biến mất khỏi Giang Thành ngay tức khắc. Đương nhiên, đó chỉ là thái độ của riêng Phan Yến Dương đối với Phan Lâm. Tuy nhiên, sau khi nghe xong câu trả lời của Phan Yến Dương, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Tôi không có hứng thú với chuyện này. Vừa dứt lời, Phan Yến Dương vô cùng sửng sốt. Bà ta trừng mắt, mất bình tĩnh mà lao về phía Phan Lâm. Mày nói cái gì? Mày từ chối sao? Phan Lâm, mày đúng là to gan thật đó. Từ lâu tôi đã không còn là con cháu của nhà họ Phan rồi. Tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ các người cả. Càng huống hồ, những lợi ích mà bà đưa ra không hề hấp dẫn một chút nào hết. Phan Lâm bình tĩnh đáp lại. Vậy mày muốn có lợi ích gì đây? Phan Yến Dương nắm chặt bàn tay lại, cố gằn giọng. Sự công bằng. Công bằng sao? Cái gì là công bằng? Chính là công bằng cho mẹ của tôi. Phan Lâm trầm ngâm một hồi, sau đó đáp lại bằng chất giọng khàn khàn. Câu nói này khiến cho Phan Yến Dương vô cùng kinh ngạc. Mặt bà ta biến sắc, nhất thời không thể tiếp nhận được. Bà có thể cho tôi sự công bằng này không? Phan Lâm hỏi lại. Công bằng sao? Công bằng cái gì chứ? Đừng có mà quá đắc ý như vậy. Mày chỉ là đứa con rơi, nói trắng ra là con ngoài giá thú. Đến người ấy còn không chịu nhận mày, thì mày nghĩ mày là cái thá gì chứ? Phan Lâm, tao nói cho mày biết, mày không có đường lui để chọn đâu. Lần này gia tộc đã hạ lệnh rồi. Nếu mày không phục, thì không chỉ mình mày gặp rắc rối, mà cả Lý Ái Vân, vợ của mày cũng không được yên đâu. Trước kia gia tộc có thể đạp đổ hết tất cả của mày, bây giờ cũng có thể làm được như vậy. Hơn nữa, còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Tao khuyên mày nên suy nghĩ nghiêm túc. Ngày mai nhất định phải cho tao câu trả lời. Phan Yến Dương hừ lạnh một tiếng, rồi tiến lên, đứng phát dậy. Bà ta cầm lấy chiếc túi bên cạnh, hậm hực bước ra ngoài. Phan Lâm trầm tư nhìn theo bóng lưng của Phan Yến Dương. Anh không rời đi ngay mà tiếp tục ngồi trên ghế, có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai tiến vào bên trong nhà hàng và ngồi vào vị trí đối diện với Phan Lâm. Cha ra rồi chứ? Cha ra rồi. Phan Yến Dương sau khi rời khỏi đây đã cho xe đi đến khách sạn Cẩm Giang. Có thể bà ta sẽ nghỉ ngơi ở đó. Sau khi lên xe, bà ta còn gọi một cuộc điện thoại, nói rằng đang gặp chút rắc rối ở Giang Thành, bảo vài người ở Yến Kinh tới. Nghe đến đây, Phan Lâm đã hiểu. Phan Yến Dương vẫn quyết định dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề. Bà ta không thích nhiều lời, càng huống hồ, bà ta cực kỳ căm ghét thái độ hôm nay của Phan Lâm. Rõ ràng chỉ là một đứa con rơi, là thứ ăn hại, không được thừa nhận. Dựa vào cái gì mà anh vẫn bình tĩnh, ngạo nghễ như vậy chứ? Có vẻ như anh chẳng xem Phan Yến Dương ra gì. Chỉ là Phan Yến Dương không hề ngờ được rằng kể từ giây phút Phan Lâm bước chân vào nhà hàng này, mọi nhất cử nhất động của bà ta đều đã bị nhóm thám tử của Phan Lâm ghi lại hết. Mau sắp xếp đi, nhà họ Phan phái đến bao nhiêu người thì nộp lại cho tôi bấy nhiêu người, hiểu không? Phan Lâm mặt vô cảm, nhìn thẳng vào người ngồi đối diện. Người này có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng gật đầu. Vâng, Chủ tịch Lâm. Đi đi. Dạ. Tên thám tử rời khỏi đó, Phan Lâm chép miệng rồi cũng bước ra khỏi nhà hàng. Nhưng vừa đi khỏi không bao lâu thì chuông điện thoại lại reo lên. Phan Lâm liếc nhìn màn hình điện thoại, có chút giật mình, anh vội vàng nghe máy. Tú Lan, có chuyện gì thế? Phan Lâm hỏi, hóa ra là điện thoại của Trịnh Tú Lan. Thật ra... Anh Lâm, tối nay có thời gian không? Trịnh Tú Lan ở đầu dây bên kia rõ ràng là đang rất căng thẳng, cẩn thận dè dặt hỏi. Tối nay sao? Đương nhiên là có thời gian rồi. Sao thế? Phan Lâm không khỏi thắc mắc. Em muốn mời anh ăn cơm tối. Không biết anh có nể mặt không? Trịnh Tú Lan giọng ngập ngừng do dự. À, anh còn tưởng là chuyện gì chứ? Chỉ có vậy thôi sao? Không thành vấn đề. Phan Lâm lập tức đồng ý ngay. Vậy được, tối nay anh đến nhà họ Trịnh đi. Em sẽ đích thân vào bếp. Anh Lâm, em đợi anh đấy. Trịnh Tú Lan thở phào một cái, giọng điệu cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Được, Phan Lâm đáp lại. Vừa cúp máy xong, Trịnh Tú Lan liền luôn miệng cằn nhằn. Nhận lời rồi, nhận lời rồi. Vậy được, mau đi chuẩn bị đi. Ông nội, như vậy có ổn không? Cháu còn có lựa chọn nào khác sao? Vậy được thôi. Thời gian này Phan Lâm rất ít khi liên lạc với Trịnh Tú Lan. Suy cho cùng thì anh bận tới đầu tắt mặt tối. Trịnh Tú Lan mỗi ngày cũng có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Trừ khi là tình huống bắt buộc, nếu không thì bình thường Phan Lâm sẽ không đến bệnh viện của Trịnh Tú Lan. Nhưng đứng ở góc độ của Lý Ái Vân thì Phan Lâm dường như ngày nào cũng ở cạnh Trịnh Tú Lan. Lời mời của Trịnh Tú Lan khiến cho Phan Lâm vô cùng kinh ngạc. Đã đến giờ cơm tối, sau khi báo cho Lý Ái Vân biết tối nay mình không về ăn tối xong, anh liền lái xe đến nhà họ Trịnh. Lúc này Trịnh Thiên Hào dẫn đầu các vị đứng đầu ở Trịnh gia đã đứng sẵn ở cửa đợi Phan Lâm. Phan Lâm vừa bước xuống xe, Trịnh Thiên Hào liền dẫn theo người tiến đến phía trước. Lâm Thần Y, đại giá Quang Lâm là niềm vinh hạnh của Trịnh gia chúng tôi. Lâm Thần Y, xin mời đi bên này, xin mời. Trịnh Thiên Hào cười tươi nói, khách sáo rồi. Phan Lâm liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu rồi bước về phía trước. Ở giữa phòng ăn của Trịnh gia lúc này đã bày biện sẵn đủ sơn hào hải vị trên đời. Trịnh Tú Lan đeo găng tay, đang chuẩn bị đặt tô canh gà hầm lên trên bàn. Anh Lâm đến đúng lúc lắm, thức ăn đã chuẩn bị xong cả rồi, mau ngồi xuống dùng cơm thôi. Hai mắt của Trịnh Tú Lan sáng lên, vừa nhìn thấy anh đã cất lời. Tú Lan, chính tay em nấu gà sao? Vất vả rồi, hôm nay rốt cuộc là ngày biệt gì vậy? Tự dưng lại mời anh đến dùng cơm. Phan Lâm nở nụ cười, không khỏi thắc mắc. Không phải là anh vừa đánh bại được bọn người Nhâm Quỳ sao? Em định làm tiệc chúc mừng cho anh đấy. Trịnh Tú Lan vui vẻ đáp lại. Có gì đáng để chúc mừng đâu chứ. Lẽ nào anh Lâm không muốn uống rượu cùng với em sao? Em muốn uống rượu thì lúc nào mà chẳng được. Nhưng thực sự anh rất nghi ngờ tửu lượng của em đấy. Phan Lâm nhún vai. Nghe Phan Lâm nói vậy, Trịnh Tú Lan hơi bất ngờ. Anh xem em là gì vậy? Anh tưởng em sợ anh ư? Được, mau ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta không say không về. Được thôi. Phan Lâm cười phá lên. Chẳng lẽ anh lại thua một cô gái sao? Mọi người lần lượt ngồi vào bàn. Trịnh Tú Lan nâng ly lên. Anh Lâm, em kính anh một ly. Dứt lời cô uống cạn ly rượu, vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Được, anh cùng uống với em. Cạn ly. Phan Lâm thích thú trước lời khiêu khích của Trịnh Tú Lan. Anh cười ha hả, lập tức nâng ly rượu lên uống. Nhưng dựa vào cuống họng, anh đã trao mày lại. Đây là rượu gì vậy? Phan Lâm thắc mắc hỏi. Anh Lâm, sao thế? Anh uống không quen sao? Đây là rượu thuốc do chính tay em ngâm đó. Trịnh Tú Lan đáp lời anh. Rượu thuốc sao? Thảo nào lại nồng đến như vậy? Nhưng đang yên đang lành, tự nhiên sao phải uống rượu thuốc làm gì? Phan Lâm vẫn chưa hết thắc mắc. Chuyện là loại rượu này có độ cồn cao như vậy mới đủ mạnh. Em lại sợ mấy thứ rượu tầm thường, anh sẽ chê không thèm uống ấy chứ. Nào, anh Lâm, em kính anh một ly nữa. Trịnh Tú Lan cười gượng gạo, sau đó liền nâng ly lên, cạn ly cùng với Phan Lâm. Phan Lâm bắt đầu hơi nghi ngờ. Anh có thể nhận ra sự bất thường của Trịnh Tú Lan, nhưng không biết nói sao mới đúng. Hơn nữa, từ khi nào mà tửu lượng của cô ấy trở nên tốt như vậy? Loại rượu thuốc này, người bình thường uống vào một ly đã thấy choáng váng. 2 ly nhất định sẽ say ngay. Nhưng nhìn sắc mặt của Trịnh Tú Lan lại không hề có chút biến đổi nào. Với lại, làm gì có ai uống rượu trắng mà cứ liên tục dục 2-3 ly cùng một lúc như vậy chứ? Cô ấy tưởng mình đang uống bia sao? Thật kinh khủng. Nếu như chỉ nhìn sơ qua thì tửu lượng của Trịnh Tú Lan quả thực là rất đáng gờm. Nhưng Phan Lâm thực sự không tin cô ấy có thể uống giỏi đến như vậy. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Phan Lâm hơi nhíu mày, nhưng anh không nói gì. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc đầu. Anh liên tục cụng ly cùng với Trịnh Tú Lan. Trịnh Thiên Hào và người nhà họ Trịnh cũng không ngừng nâng ly chúc mừng Phan Lâm. Một lúc sau, Phan Lâm đã uống cả chục ly rượu, nhưng sắc mặt anh vẫn không đổi, không hề giống như đã say. Suy cho cùng, anh sớm đã dùng thuốc để cải biến cơ thể của mình. Không chỉ bị trúng độc, mà mấy loại rượu như thế này thì còn có thể miễn giảm đến 7-8 phần. Trên đời này, rượu mà có thể khiến Phan Lâm say thực sự quá hiếm rồi. Trịnh Tú Lan thấy vậy, bèn ra hiệu cho Trịnh Thiên Hào. Trịnh Thiên Hào gật nhẹ đầu. Trịnh Tú Lan lại nâng ly lên hướng về phía Phan Lâm, sau đó uống cạn. Ây da, anh Lâm, rượu này hình như sắp hết rồi, hay là chúng ta châm thêm rượu nhé? Trịnh Tú Lan làm vẻ bất lực nói. Được. Phan Lâm không hề từ chối, lập tức gật đầu đồng ý. Trịnh Tú Lan cho người mang đến một can rượu lớn. Rượu này và rượu nãy giờ uống hoàn toàn không giống nhau. Sau khi đổ đầy vào bình, hai người lại tiếp tục uống. Can rượu này mặc dù cũng là rượu thuốc, nhưng vị nồng hơn rất nhiều. Phan Lâm không biết Trịnh Tú Lan và Trịnh Thiên Hào rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng chỉ dựa vào thứ rượu này mà muốn chuốc say anh thì đúng là ngây thơ thật. Thế nhưng để lật tẩy âm mưu của hai người bọn họ, Phan Lâm nhất định phải giả say. Tuy nhiên, sau khi anh vừa uống xong ly rượu mới, một luồng khí nóng bốc lên từ dưới bụng của Phan Lâm. Cái gì vậy? Phan Lâm giật mình kinh hãi, ấn ngón tay lên cổ tay, cố gắng nghe thử nhịp tim của mình. Nhịp tim này khiến anh sững sờ, mạch máu đập hỗn loạn, máu như đang sôi lên. Khốn kiếp! Anh nhìn vào trong ly rượu của mình vừa mới uống, da đầu từ từ tê buốt. Thứ rượu ở trong ly uống tách biệt thì không sao, nhưng dược lực của nó lại có thể kết hợp với rượu anh đã uống trước đó. Y thuật của Phan Lâm đương nhiên là không có đối thủ. Thực ra anh chỉ cần người đã biết được thành phần của loại rượu trước đó, cũng đoán rằng nó vô hại nên mới yên tâm uống. Còn loại rượu này lại không hề như vậy. Phan Lâm nắm trong lòng bàn tay thành phần của loại rượu này. Anh không nghĩ rằng nó sẽ có hại cho mình nên quyết định uống cùng với Trịnh Tú Lan. Nhưng không ngờ được rằng vừa uống xong lại khiến mạch tượng đập loạn xạ, máu sôi sùng sục, cả người bồn chồn bất an. Phan Lâm phút chốc hồi tỉnh lại. Bên trong rượu này đã được bỏ thêm một loại dược liệu. Dược liệu này không màu không mùi, rất dễ chai đậy trong quá trình ủ rượu. Và chính thứ dược liệu này đã khiến cho cả hai loại rượu cùng lúc phát huy uy lực, dẫn đến sự xuất hiện những dấu hiệu bất thường trên cơ thể anh. Thật sự không tài nào đề phòng nổi, nhà họ Trịnh lại còn có chiêu độc như thế này. Nhưng mà cũng đúng, nhà họ Trịnh dù sao thì vẫn là gia tộc Đông Y. Sự hiểu biết của bọn họ về Đông Y phải nói là đứng đầu trong nước. Một gia tộc Đông Y như vậy, đương nhiên sẽ có một số linh đan thần dược mà đến cả Phan Lâm cũng không hình dung ra được. Mặc dù vậy, Phan Lâm vẫn chưa đến mức mất đi ý thức. Anh lén đưa tay lên ấn vào vài huyệt trên cơ thể, nhằm làm giảm bớt công lực của rượu trên người. Sau đó, anh giả vờ say, lưỡi bắt đầu tê dại. Rượu này đúng là không tệ. Nào, rót đầy ly. Tú Lan, chúng ta cạn ly nào. Được. Trịnh Tú Lan hai mắt sáng rỡ, vội vàng rót rượu cho anh. Liên tiếp 3 ly như vậy, Phan Lâm không còn gắng gượng được nữa. Anh làm rơi chiếc ly trong tay xuống sàn vỡ tan tành. Còn Phan Lâm lúc này đã nằm dài trên bàn bất tỉnh nhân sự. Đám người Trịnh gia thấy vậy, liền khựng cả lại. Anh Lâm, Lâm thần y. Trịnh Thiên Hào đặt ly rượu trong tay xuống, cẩn thận, dè dặt lay người anh. Phan Lâm không hề có bất kỳ phản ứng nào. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Tú Lan. Trịnh Tú Lan cũng đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng đầy đầy vai của Phan Lâm cười. Anh Lâm, anh đừng đùa nữa, em biết anh vẫn chưa say, mau ngồi dậy đi. Nhưng Phan Lâm vẫn nằm yên như tượng. Anh Lâm! Trịnh Tú Lan lại tiếp tục hét lớn lên. Phan Lâm giống như một xác chết vậy, có lay cỡ nào thì cũng không động đậy. Say rồi sao? Một thành viên của Trịnh gia e dè hỏi. Không dễ như vậy đâu, y thuật của Lâm thần y không phải là hạng tầm thường. Mỗi ngày anh ta đều ngâm mình trong bồn thuốc, cơ thể của anh ta từ lâu đã kháng độc rồi. Chút rượu này sao có thể làm anh ta say được? Lâm thần y chắc chắn là đang giả vờ đó. Trịnh Thiên Hào cười nham hiểm. Lâm thần y, đừng đùa nữa, mau ngồi dậy đi. Chúng ta cùng uống tiếp nào. Chút kỹ năng diễn xuất này không lừa được tôi đâu. Ấy thế mà nói xong câu ấy, Phan Lâm vẫn bất tỉnh nhân sự, nằm sõng xoài trên bàn. Không hề có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này mọi người mới tin rằng Phan Lâm không phải là đang giả say. Ông nội, e là anh Lâm đã say thật rồi. Trịnh Tú Lan lo lắng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Không ngờ công hiệu của thuốc hoa kính thất nhật hoa này lại lợi hại như vậy. Đến cả Lâm thần y cũng không kháng cự nổi. Trịnh Thiên Hào vô cùng kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên. Nhưng mà ông này, tại sao Lâm thần y lại say khướt như vậy? Còn cháu thì có uống bao nhiêu ly vẫn không hề hấn gì vậy? Trịnh Tú Lan nhìn vào ly rượu trong tay không khỏi thắc mắc. Còn bé ngốc này, trước đó con đã ăn cánh hoa của hoa thất nhật rồi còn gì. Cánh của loài hoa ấy có thể kháng lại chất cồn có trong rượu. Chỉ cần con giữ nó ở trong dạ dày thì dưới tác dụng của cánh hoa thất nhật, dù con có uống cả 100.000 ly cũng sẽ không bao giờ say. Trịnh Thiên Hào cười nói, hoa thất nhật này đúng là thần kỳ thật. Trịnh Tú Lan không giấu được vẻ thán phục. Còn không phải sao, đó là bảo bối quý hiếm mà ông của con phải bỏ ra gần chục năm để săn lùng đấy. Được rồi, không còn sớm nữa, con mau dìu Lâm thần y lên phòng nghỉ ngơi đi. Trịnh Thiên Hào nói. Trịnh Tú Lan vừa nghe vậy, mặt bỗng đỏ ửng lên, cảm giác như có thể nhìn thấy cả từng mạch máu. Cô ấy hơi do dự, rồi run rẩy bước đến bên cạnh Phan Lâm, sau đó nhấc cánh tay của anh lên. Giúp Tú Lan dìu Lâm thần y lên đi. Vâng, thưa lão già. Mấy người bên cạnh vội vàng xúm lại giúp một tay. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã được đưa lên trên phòng. Từ đầu đến cuối, Phan Lâm luôn luôn quan sát động tĩnh xung quanh. Anh rất tò mò, không biết rốt cuộc Trịnh gia chuốc say anh để làm cái gì. Sát hại anh sao? Xem bộ dạng này thì chắc chắn là không phải rồi. Hơn nữa, Trịnh Tú Lan cũng không hề tự làm hại chính mình. Nếu không phải như vậy, thì bọn họ đang suy tính cái gì đây? Phan Lâm nghĩ mãi vẫn chưa thể hiểu được. Lúc này Trịnh Tú Lan đã đứng ngay trước cửa. Tú Lan, tương lai của nhà họ Trịnh trông cậy hết vào con đấy. Con nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Trịnh Thiên Hào nghiêm nghị nói. Vâng, thưa ông nội. Giọng của Trịnh Tú Lan hơi run run. Sau đó cô đóng cửa lại, khóa chặt chốt. Phan Lâm hơi hoảng, anh hé hé mắt nhìn, nhưng chỉ thấy Trịnh Tú Lan cúi đầu bên cửa. Không biết cô ấy đang nghĩ gì. 10 ngón tay của cô đan vào nhau. Sau đó Trịnh Tú Lan hít một hơi thật sâu, giống như vừa đưa ra quyết định nào đó. Cô bước nhanh về phía Phan Lâm. Cảnh tượng ấy giống như là chiến sĩ đang liều mình xông ra trận vậy. Thấy chết vẫn không quay đầu lại. Nhìn thấy Trịnh Tú Lan đến gần, Phan Lâm bỗng thở gấp, bắt đầu trở nên cảnh giác. Trịnh Tú Lan rốt cuộc là muốn làm gì đây? Phan Lâm không khỏi thắc mắc. Nhưng một giây sau đó, Trịnh Tú Lan lại đặt tay lên áo vest của anh, nhẹ nhàng cởi nó ra. Phan Lâm hơi hoảng. Rất nhanh, áo vest ngoài của anh đã nằm trên tay của Trịnh Tú Lan. Cô nhẹ nhàng đặt áo lên trên ghế. Tiếp theo, cô bắt đầu cởi bỏ những thứ còn lại. Phan Lâm bắt đầu mơ hồ hiểu ra chuyện gì. Anh khẽ nhúc nhích người. Trịnh Tú Lan bị dọa đến hét lên. Cô dùng mình đứng phắt dậy, không dám đụng chạm gì nữa. Phan Lâm giả vờ như bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, từ từ mở hai mắt ra. Tú Lan, có chuyện gì vậy? Anh vò trán, làm ra vẻ như vẫn còn say rượu, mơ hồ hỏi. À, không có gì. Phan Lâm, em thấy anh uống say rồi nên muốn giúp anh cởi quần áo cho dễ ngủ. Trịnh Tú Lan gượng gạo cười. Vậy sao? Vậy thì cảm ơn em nhé. Nhưng mà em là con gái, em là không thích hợp lắm. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em đó. Phan Lâm mỉm cười đứng thẳng người dậy. Chắc là anh không sao nữa đâu. Anh quay về nghỉ ngơi đây. Phan Lâm, bây giờ trời cũng tối rồi. Anh cứ ngủ lại ở đây đi. Nếu anh cảm thấy không tiện thì em ra ngoài trước đây. Trịnh Tú Lan vội vàng ngăn anh lại. Thật ngại quá. Phan Lâm không hề phản đối. Cần gì thì cứ nói với em là được. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Trịnh Tú Lan mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Phan Lâm cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi bóng lưng của cô khuất hẳn. Anh không kìm được mà thở một hơi mạnh. Thực ra tâm tư của Trịnh Tú Lan anh sớm đã nhìn thấu. Chỉ là trước khi đại hội diễn ra, anh không thể ở cùng với Lý Ái Vân hay là Trịnh Tú Lan hoặc bất kỳ ai xảy ra quan hệ. Nếu không sẽ gây hại cho họ. Phan Lâm lắc đầu, đắp lại chăn. Đầu quay cuồng nên muốn ngủ một lát. Trịnh Tú Lan rời khỏi căn phòng. Trịnh Thiên Hào vẫn đang sốt ruột đợi bên ngoài. Vừa nhìn thấy Trịnh Tú Lan, ông ta đã hốt hoảng vội vàng lên tiếng hỏi. Tú Lan, sao cháu lại ra đây? Chẳng lẽ nào Lâm Thần Y bị yếu sinh lý sao? Đám người bên cạnh không ngừng xì xào. Không phải đấy chứ, y thuật của Lâm Thần Y cao như vậy. Nếu thực sự anh ta có chứng bệnh này thì đáng nhẽ phải tự chữa cho mình khỏi rồi đấy chứ. Ông chưa nghe bao giờ sao? Lâm Thần Y cũng không thể tự chữa. Hóa ra là như vậy. Người nhà họ Trịnh bàn tán không ngơi. Trịnh Tú Lan mặt đỏ bừng bước lên phía trước. Mọi người nói bậy nói bạ cái gì đấy? Không hề có chuyện đó đâu. Chỉ là Lâm Thần Y đã tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi sao? Đám đông vô cùng kinh ngạc. Trịnh Thiên Hào nghi ngờ nhìn Trịnh Tú Lan lẩm bẩm. Không thể nào. Sao có thể chứ? Tỉnh lại nhanh như thế được sao? Lẽ nào là... Rượu không đủ mạnh sao? Ông nội, đâu phải ông nội không biết. Thể chất của Lâm Thần Y rất đặc biệt. Có thể rượu ấy có tác dụng đối với người bình thường. Còn đối với Lâm Thần Y thì không hề hấn gì cả. Trịnh Tú Lan phân tích. Rất có thể là như vậy. Cơ thể của Lâm Thần Y hoàn toàn khác với chúng ta. Ông nghe nói anh ta đã tự luyện được tới mức không bao giờ trúng độc. Chỉ dựa vào chút rượu này của chúng ta thì không dễ gì chuốc say anh ta được đâu. Trịnh Thiên Hào gật đầu. Vậy ông nội, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Trịnh Tú Lan hỏi lại. Đã bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy rồi, chúng ta chỉ còn cách đợi thôi. Tú Lan, chuyện này tuyệt đối không thể vội vàng. Hơn nữa... Đó chỉ là cách tạm thời. Thật ra con vẫn có thể tự dựa vào chính mình đấy. Cháu gái của ta cũng rất xinh đẹp. Sao Lâm Thần Y lại không nhìn ra được chứ? Phải xem con nắm bắt cơ hội như thế nào thôi. Trịnh Tú Lan thở dài, khẽ gật đầu. Chuyện này căn bản là không thể cưỡng ép. Đối với cô ấy mà nói thì càng không thể miễn cưỡng. Tính cách của Trịnh Tú Lan bề ngoài vui vẻ là thế. Nhưng vào những thời điểm quyết định, cô ấy luôn luôn chùn bước. Phan Lâm ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy rồi cùng dùng bữa sáng với người nhà họ Trịnh. Sau đó anh và Trịnh Tú Lan rời khỏi nhà họ Trịnh cùng một lúc. Phan Lâm đến thăm phòng khám của Trịnh Tú Lan một lúc rồi quay lại tập đoàn Dương Quang. Có rất nhiều việc ở Dương Quang đang đợi anh về xử lý. Sau khi mua lại Chính Hoa, thế lực của Dương Quang đã vươn lên top đầu các tập đoàn lớn mạnh trong nước. Thậm chí còn có thể đối đầu với các tập đoàn của nước ngoài. Tuy nhiên, trước mắt, Phan Lâm vẫn muốn giải quyết nhanh gọn người đang đứng đằng sau Đỗ Nam An. Trong phòng làm việc, Đỗ Nam An đang ngồi trên sofa, nhâm nhi cà phê, nhưng hai mắt ông ta đỏ như máu. tinh thần tiểu tụy, đến cả động tác dùng tay nhấc cà phê lên cũng cho thấy sự mệt mỏi. Sao vậy? Giám đốc Đỗ, tối qua ngủ không ngon giấc sao? Phan Lâm liếc nhìn ông ta một cái, lạnh lùng hỏi. Cũng tạm. Đỗ Nam An cười gượng. Người của nhà họ Đỗ đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi chứ? Đã sắp xếp được 7-8 phần rồi. Phải cảm ơn Chủ tịch Lâm đã cho người bảo vệ. Người nhà tôi được an toàn. Nếu không, bọn họ không thể an toàn chuyển tới Giang Thành được. Đỗ Nam An nói. Chuyện ấy là đương nhiên. Dù gì bây giờ, ông cũng đang làm việc cho tôi mà. Có điều, giám đốc Đỗ này, chúng ta đã đi đến bước này, thì có phải cũng nên thẳng thắn gặp mặt rồi không? Thẳng thắn gặp mặt sao? Đỗ Nam An ngạc nhiên, từ từ hiểu ra ý đồ của Phan Lâm. Ông ta hạ giọng đáp. Chủ tịch Lâm, muốn nghe chuyện gì thì cứ hỏi. Nếu tôi biết, nhất định sẽ trả lời anh. Lúc này Đỗ Nam An không thể che giấu thêm được nữa. Ông chủ đứng đằng sau anh, rốt cuộc là ai vậy? Phan Lâm nhoài người về phía Đỗ Nam An hỏi nhỏ. Đỗ Nam An trầm ngâm một hồi mới cất lời. Chủ tịch Lâm, anh đã từng nghe qua về gia tộc họ Dương chưa? Nhà họ Dương sao? Phan Lâm nghĩ ngợi. Một lúc sau lắc đầu đáp lại. Người nhà họ Dương thì có biết, nhưng gia tộc này tôi chưa hề biết đến. Chủ tịch Lâm không biết cũng là lẽ đương nhiên thôi, bởi vì gia tộc này là một gia tộc ngầm, thông thường bọn họ sẽ không lộ diện ra bên ngoài. Nói như vậy, người đứng sau điều khiển anh chính là gia tộc nhà họ Dương này sao? Không sai. Thế lực của họ rất lớn sao? Anh cảm thấy sức ảnh hưởng của Chính Hoa ở trong nước như thế nào? Rất lớn, có thể xem như là người đứng đầu trong ngành. Đúng vậy, việc tôi đứng về phía anh đã gây ra tổn thất rất lớn cho nhà họ Dương. Nhưng điều ấy chẳng đáng là gì cả. Bởi vì theo tôi biết thì trong tay nhà họ Dương còn nắm kỹ thuật hạ cánh máy bay. Tập đoàn Trúc Mộng, công ty Gấu Bắc Cực và cả công ty Thiên Đô. Chủ tịch Lâm, anh biết điều này có nghĩa là gì không? Đỗ Nam An đáp. Phan Lâm vướng đã giật mình kinh ngạc. Đây quả thực là... Theo nguồn tin chính xác thì trước mắt những cổ đông lớn nhất của các công ty trên đều là người của nhà họ Dương. Thật ra tôi cũng thuộc một nhánh của gia tộc này. Vì muốn che giấu thân phận nên tôi mới đổi họ của mình. Phan Lâm nghe vậy liền trở nên trầm ngâm. Anh không ngờ thế lực của nhà họ Dương ấy lại lớn mạnh đến như vậy. Chủ tịch Lâm, nếu anh cảm thấy sợ hãi hoặc hối hận thì quay đầu vẫn còn kịp đấy. Đỗ Nam An do dự nhìn Phan Lâm. Mặc dù Đỗ Nam An đã nương nhờ vào Phan Lâm, nhưng ông ta vẫn rất có chính kiến. Trước kia là bất đắc dĩ, còn bây giờ lúc nào ông ta cũng phải dè chừng thái độ cùng sắc mặt của Phan Lâm. Nếu như Phan Lâm bắt đầu lo sợ, Đỗ Nam An sẽ lập tức khuyên anh đầu hàng. Nếu như có thể khuyên Phan Lâm đầu hàng thành công, quy thuận nhà họ Dương, thì Đỗ Nam An không những không còn là tội đồ của nhà họ Dương, mà ngược lại, ông ta còn trở thành công thần, vừa được danh vừa được lợi. Nếu như Phan Lâm thể hiện bản thân đủ năng lực và tự tin để đấu lại nhà họ Dương, thì anh ta có thể yên tâm, không lo sợ gì cả. Phan Lâm sao có thể không nhìn ra tâm tư của Đỗ Nam An chứ? Phan Lâm biết, bây giờ không thể để lộ ra dáng vẻ do dự. Nếu không, một khi Đỗ Nam An cảm thấy bất an, thì có thể lật mặt bất cứ lúc nào. Nghe thì có vẻ như nhà họ Dương này cũng lợi hại thật đấy. Nhưng mà nếu thật sự như thế thì đã làm sao? Tập đoàn Dương Quang của tôi có học viện phái Nam Y đủ sức để đối đầu. Bây giờ cộng thêm sự giúp sức của anh thì việc đánh bại nhà họ Dương không phải là sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi sao? Phan Lâm mặt nghiêm nghị đáp. Thực lực của Lâm Thần Y chúng tôi đương nhiên là hiểu rõ, không có gì phải nghi ngờ cả. Đỗ Nam An bật cười, sự lo lắng trên khuôn mặt cũng đã mất đi một nửa. Giám đốc Đỗ, tôi muốn hỏi một chút, nhà họ Dương khống chế những tập đoàn này, vì sao phải đổi họ chứ? Hơn nữa, lại không bao giờ chịu lộ mặt. Bọn họ đang đề phòng điều gì đó sao? Phan Lâm thắc mắc. Không hổ danh là Lâm Thần Y, cuối cùng thì đã hỏi đến điểm quan trọng rồi. Có vẻ như Lâm Thần Y thật sự muốn ra tay với nhà họ Dương đấy. Đỗ Nam An lại bật cười. Giữa chúng ta đã thân thiết đến mức như vậy rồi. Nhà họ Dương có một mực muốn tiêu diệt Dương Quang của chúng tôi. Nếu đã như vậy thì tôi cũng phải sớm chuẩn bị đôi chút chứ. Phan Lâm vừa cười vừa đáp. Chủ tịch Lâm nói không sai. Nếu đã như vậy, Chủ tịch Lâm chắc là cũng biết chuyện đại hội có đúng không? Đỗ Nam An hỏi. Đương nhiên. Sao vậy? Nhà họ Dương cũng đang chuẩn bị cho đại hội sao? Trên thực tế, dòng họ Dương đã tích lũy được lực lượng lớn, của cải và các mối quan hệ. Quy mô sớm đã vượt qua nhiều gia tộc lớn khác ở Yến Kinh. Tuy nhiên, nhà họ Dương vẫn muốn tiến thêm một bước nữa. Trước mắt bọn họ không cần thiết mở rộng quy mô kinh tế hay các mối quan hệ nữa. Bọn họ định lấy đại hội làm bàn đạp để đưa gia tộc nhà họ Dương bước lên một tầm cao mới. Đỗ Nam An đáp. Phan Lâm chau mày. Nhà họ Dương này dã tâm quả nhiên là không nhỏ. Có điều anh không hề kinh ngạc, bởi vì anh biết rất nhiều gia tộc tham gia đại hội đều có chung mục đích như vậy. Hiện tại, ngày diễn ra đại hội đã đến rất gần rồi. Chủ tịch Lâm, tôi cho rằng thời điểm này nhà họ Dương sẽ không dám ra tay với chúng ta đâu. Cùng lắm thì cũng chỉ quấy rối một chút thôi. Đợi sau khi đại hội kết thúc, bọn họ mới quay lại xử lý chúng ta. Chủ tịch Lâm, đợi đến lúc ấy, cho dù tập đoàn Dương Quang có lớn mạnh đến mức nào, cũng không thể thắng nổi nhà họ Dương đâu. Vậy ý của anh là... Nếu đã muốn hành động, thì chúng ta phải nhanh hơn họ một bước. Phải đánh phù đầu. Đánh phù đầu sao? Giám đốc Đỗ, anh nghĩ bây giờ chúng ta có thể đánh bại nhà họ Dương không? Phan Lâm lạnh nhạt đáp. Hiện tại, Dương Quang đang chịu tổn thất rất nặng nề, cho dù đã chiếm được thị trường của Chính Hoa và cả trăm công ty khác. Nhưng trước mắt, nội bộ vẫn chưa ổn định. Khoan hãy nói đến những chuyển nhượng tài liệu. Chỉ riêng những nhân tài được chuyển từ Yến Kinh đến mà chưa được sắp xếp vị trí hợp lý đã khiến anh rất đau đầu rồi. Nếu bây giờ Dương Quang vẫn cố chấp muốn đối đầu với gia tộc lớn mạnh này, thì chỉ sợ không cần bọn họ ra tay, Dương Quang vì lục đục nội bộ mà cũng tự sụp đổ. Đỗ Nam An bỗng lắc đầu. Chủ tịch Lâm, mục đích của chúng ta không phải là tiêu diệt nhà họ Dương. Giả sử có muốn thì chúng ta cũng không đủ khả năng để làm điều đó. Vậy ý của anh là... Chúng ta chỉ cần ngăn không cho nhà họ Dương đạt được mục đích ở đại hội. Như vậy là đủ rồi. Đỗ Nam An hạ giọng. Phan Lâm vừa nghe đã hiểu ra ngay ý đồ của Đỗ Nam An. Nhà họ Dương không đạt được lợi ích từ đại hội thì Dương Quang mới có cơ hội chiến đấu. Nếu bọn chúng đạt được như ý nguyện thì Dương Quang xem như tiêu đời. Đến lúc ấy Đỗ Nam An đừng hòng thoát khỏi cái chết. Còn Phan Lâm anh chắc chắn càng không có đường sống. Tôi hiểu rồi. Một lát sau, anh đem toàn bộ tài liệu bàn giao cho Hàn Long đi. Chúng ta phải tranh thủ hành động. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, hạ giọng ra lệnh. Vâng, thưa Chủ tịch. Đỗ Nam An gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Phan Lâm ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn vào đống tài liệu, vẻ mặt trầm tư. Lúc này cửa đột nhiên mở ra. Một bóng người nhanh chóng tiến về phía bàn làm việc, đưa cho anh một xấp tài liệu. Chủ tịch Phan, đây là toàn bộ động thái tối qua của người nhà họ Phan. Còn nữa, Phan Yến Dương hiện tại đang đi đến Nha Sơn. Nha Sơn sao? Vùng ngoại ô của Giang Thành sao? Bà ta đến đó để làm gì? Phan Lâm thắc mắc. Không rõ. Phan Lâm nhìn lướt qua sấp tài liệu, suy nghĩ một hồi, liền đứng phát dậy. Đi thôi, chúng ta đi xem thử. Thời gian Phan Yến Dương đưa ra cho Phan Lâm đã sắp hết. Lúc Phan Lâm bước ra khỏi tòa nhà, Phan Yến Dương liền gọi điện đến. Phan Lâm, mày suy nghĩ như thế nào rồi? Giọng của bà ta lạnh lùng vang lên. Rất xin lỗi, tôi không hề có chút hứng thú nào. Tôi nói rồi, bà không thể cho tôi công bằng. Vậy thì tôi không bao giờ hợp tác cùng với các người đâu. Mày quyết định chống lại ý của gia tộc sao? Phan Yến Dương vẫn giữ nguyên giọng điệu hách dịch. Gia tộc sao? Không phải tôi đã bị đuổi khỏi nhà họ Phan rồi sao? Ở đâu ra gia tộc chứ? Phan Lâm đáp lại. Được, Phan Lâm, đừng trách tao không cho mày cơ hội. Hy vọng lát nữa quỳ trước mặt tao, mày vẫn có thể nói ra được những lời này. Phan Yến Dương tức giận, vừa dứt lời đã cúp máy. Phu nhân, bây giờ phải làm sao đây? Người ngồi bên cạnh hỏi bà ta. Tất cả tiến hành theo kế hoạch, sau đó bắt Phan Lâm lại cho tao. Tao phải chính tay xử lý cái tên chó không biết trời cao đất dày ấy. Để xem tên khốn ấy rốt cuộc có tư cách gì mà dám ra điều kiện với Phan gia chúng tao. Phan Yến Dương nổi giận đùng đùng, cố gắng gằn giọng lại. Vâng, thưa phu nhân. Rất nhanh, một cuộc điện thoại nữa đã được gọi đi. Người nhà họ Phan trốn ở xung quanh Giang Thành đang bắt đầu tiến vào trong, đồng thời xâm nhập vào Dương Quang và Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Nhưng lúc bọn chúng vừa mới lên xe chuẩn bị hành động, thì bỗng từ đâu xuất hiện mấy chiếc xe màu đen bao vây xe của chúng lại. Người nhà họ Phan hốt hoảng, còn chưa kịp định thần lại, thì đã bị mấy người trong xe đen lôi xuống xe, đánh cho một trận. Bọn mày là ai? Bọn mày muốn làm cái gì? Đám người nhà họ Phan kêu la thảm thiết, cố gắng vùng vẫy chống cự. Mặc dù bọn họ võ công cũng không phải là tầm thường, nhưng đối phương lại quá đông. Vừa đánh ngã được hai tên thì lại bị phản công nằm sóng xoài ra nền. Đánh gãy hết tay chân chúng nó đi. Huỳnh Lam bước từ trên xe xuống, giọng lạnh tanh. Vâng, lão già. Người bên cạnh hô lên, đồng thời ra tay mạnh hơn. Tiếng xương bị bẻ gãy, không ngừng vang lên. Tiếp sau đó là những tiếng rên thấu trời xanh. Huỳnh Lam liếc nhìn bọn chúng một cái. liền rút điện thoại ra gọi ngay cho Phan Lâm. Thế nào rồi? Phan Lâm ngồi trong chiếc Bentley lạnh lùng hỏi. Thưa chủ tịch, đã giải quyết xong cả rồi. Huỳnh Lam cung kính đáp. Không được chủ quan, Phan gia có khả năng sẽ trả thù lại đó. Vâng, thưa chủ tịch. Huỳnh Lam tắt máy, sau đó đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ rút lui. Lúc này Phan Yến Dương ở Nha Sơn bỗng nhận được cuộc gọi từ người nhà họ Phan. Phu nhân, không xong rồi, mấy người được phái đi bắt Phan Lâm, toàn bộ đều bị thương cả rồi. Cái gì? Phan Yến Dương toàn thân run lên, còn cho rằng mình vừa nghe nhầm nữa. Bà ta trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, gấp gáp hỏi lại. Cậu nói lại lần nữa đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân, người mà chúng ta phái đi bất ngờ bị mai phục, toàn bộ đã bị bẻ gãy hết tay chân. May mà có người đi đường nhìn thấy, giúp bọn họ báo cảnh sát. Người này mếu máo như sắp khóc. Phan Yến Dương mặt tái bệt ra. Nhưng bà ta rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Bà ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Yến Dương, có chuyện gì vậy? Một giọng khàn khàn từ đầu dây bên kia vang lên. Xảy ra chuyện rồi, chúng ta bị một nhóm người không rõ lai lịch tấn công. Không rõ lai lịch sao? Đúng vậy, tên Phan Lâm ấy không chịu hợp tác cùng với chúng ta. Tôi định bắt hắn lại, cho hắn một bài học, ép hắn hợp tác. Nào ngờ vừa phái người đi thì đã bị mai phục, toàn bộ bị đánh cho tan tác. Vậy sao? Người ở đầu dây bên kia bắt đầu trầm ngâm. Anh nói xem, có phải là Phan Lâm giở trò hay không? Phan Yến Dương hỏi lại. Một kẻ bị gia tộc ruồng vò, còn chạy đi làm con rể ăn bám ở nhà người khác. Cô nghĩ hắn ta có bản lĩnh gì mà chống lại Phan gia chúng ta chứ? Vậy là ai chứ? Tôi nghĩ rất có thể là Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm sao? Giang Thành là địa bàn của ai? Ngoài trừ Chủ tịch Lâm ra, còn ai dám làm ra chuyện này ở Giang Thành chứ? Yến Dương, nếu tôi đoán không sai, thì bây giờ cô đã bị theo dõi rồi. Vừa nghe thấy vậy, Phan Yến Dương bỗng toát mồ hôi lạnh. Bà ta vội vàng xoay người nhìn ra sau, nhìn vào mấy chiếc xe đỗ phía sau. Cũng không biết chiếc nào mới là chiếc theo dõi mình. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Phan Yến Dương lo lắng. Theo kế hoạch thì bây giờ cô sẽ làm gì? Người ở đầu dây bên kia hỏi lại. Phan Lâm không chịu hợp tác. Tôi chỉ còn một cách là liều một phen, đang định đi đến điểm giao dịch. Vậy cô cứ đi đi, tôi sẽ lập tức phái thêm cao thủ trong gia tộc đến yểm trợ, giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Thật sao? Phan Yến Dương mừng rỡ. Cô đợi thêm một thời gian, tôi đang sắp xếp máy bay tư nhân. Khoảng vài tiếng nữa sẽ đến điểm hẹn. Dứt lời người này liền cúp máy. Phu nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Người bên cạnh hỏi. Đi Nha Sơn. Lần này cho dù là Chủ tịch Lâm, tao cũng phải bắt hắn cúi đầu. Phan Yến Dương hạ giọng, dáng vẻ vô cùng tự tin. Các bạn vừa nghe xong tập số 114 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy, cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.